Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Từ 0 giờ ngày 7 tháng 5, dỡ bỏ toàn bộ các quy định giãn cách trong hoạt động vận tải hành khách. Tỉnh lộ 530 đoạn qua huyện Lang Chánh xuống cấp gây mất an toàn giao thông. Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản hỏa tốc gửi đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy Nội địa Việt Nam, các Sở Giao thông Vận tải địa phương chính thức dỡ bỏ các quy định giãn cách trong hoạt động vận tải hành khách từ 0 giờ ngày 7 tháng 5. Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép dỡ bỏ toàn bộ các quy định về giãn cách hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách như xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu hỏa, máy bay, tàu thủy kể từ 0 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2020. Tuy nhiên, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng, thực hiện khai báo y tế, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, hạn chế giao tiếp, ăn uống trên phương tiện vận tải khách, khử khuẩn các bề mặt trên phương tiện vận tải hành khách trước và ngay sau khi kết thúc chuyến đi. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, tập trung vào ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải container, ô tô con và xe mô tô. Theo đó, từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội. Trong cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật kiểm tra các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tập trung vào xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải container, ô tô con và xe mô tô. Cảnh sát giao thông chú trọng xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, làn đường, phần đường, vi phạm quy định về mũ bảo hiểm và các hành vi lạng lách đánh võng. Thưa quý vị và các bạn, tuyến tỉnh lộ 530 qua huyện Lang Chánh nhiều năm qua đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông và khó khăn cho người dân đi lại. Tuyến đường tỉnh 530 từ thị trấn huyện Lang Chánh đi xã Yên Khương có chiều dài 43,7 km, được đưa vào sử dụng đã từ lâu. Hiện nay tuyến đường đã hư hỏng nặng. Đặc biệt, đoạn đi qua thị trấn Lang Chánh và 4 xã Quang Hiến, Chí Năng, Yên Thắng, Yên Khương, mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ trâu. Thậm chí có nhiều đoạn mặt đường bong chóc, sói lở, chỉ còn trơ lại đá. Đường xuống cấp là nguyên nhân xảy ra nhiều vụ tai nạn xe máy, nhất là vào lúc ban đêm và khi trời mưa. Tình trạng xuống cấp là do tuyến đường được đầu tư xây dựng và khai thác đã từ lâu với quy mô tải trọng thấp, chưa được sửa chữa lớn, cải tạo nâng cấp. Bên cạnh đó, trên địa bàn có mỏ quặng nên hàng ngày rất nhiều xe tải trọng lớn chạy qua và do ảnh hưởng của mưa lũ nên tình trạng xuống cấp ngày càng nghiêm trọng hơn. Hiện tại cái tuyến đường đi lại rất là khó khăn và xuống cấp nghiêm trọng. Chính quyền địa phương cũng như là đại diện cho bà con nhân dân cũng rất mong là cấp trên sẽ có những chính sách hỗ trợ và có phương án cải tạo tuyến đường. Thời gian vừa qua, để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ 2 tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, nhưng do bị hư hỏng nặng, nguồn kinh phí bảo trì hàng năm còn hạn chế nên việc sửa chữa chỉ mang tính tạm thời. Được biết, từ năm 2015, Sở Giao thông Vận tải đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất dự án đầu tư xây dựng công trình trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách hạn chế nên dự án chưa bố trí được vốn. Để phục vụ dân sinh hai bên được tốt hơn thì cũng kiến nghị với cấp trên, với Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như Sở Giao thông và Thanh Hóa có nguồn kinh phí nào đó để làm sao được nâng cấp sửa chữa và tuyến đường lên phục vụ bà con nhân dân đi lại được tốt hơn. Để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, mới đây, Ủy ban dân tỉnh đã cho phép sửa chữa khắc phục những đoạn đường hư hỏng trong năm 2020 với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng, dự kiến sẽ được triển khai thi công trong quý 3 và hoàn thành trong quý 4 năm 2020. Vấn đề đặt ra là sau khi tuyến đường được sửa chữa nâng cấp, thì chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe, nhất là xe ô tô tải trọng lớn vận chuyển vật liệu từ các mỏ quặng trên địa bàn để tuyến đường không bị xuống cấp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.